những tác dụng của việt quất BLUEBERRI trong làm đẹp. Việt quất hay còn gọi là blueberry là loại quả rất được ưa chuộng bởi nó có rất nhiều công dụng bổ ích cho sức khỏe cũng như làm đẹp. Cây việt quất bụi thấp là cây gì? Việt quất bụi thấp hay việt quất đất bạc màu, tên khoa học Vaccinium angustifolium, là một loài cây thuộc chi việt quất có nguồn gốc từ miền Trung Canada và Đông Bắc Hoa Kỳ. Ranh giới sinh sống của chúng nằm ở bang Virginia Tây ở phía Nam và vùng Ngũ Đại Hồ, bang Minnesota, Manitoba ở phía Tây. Cây việt quất mọc theo bụi, thân cây thẳng đứng. Quả việt quất mọng, tròn, có màu sẫm tím đen và khi ăn vào miệng lại có vị ngọt thanh. Thành phần hóa học của quả việt quất. Quả việt quất là quả của một loại cây bụi thuộc họ Vaccinium. Quả việt quất có rất nhiều chất có lợi cho sức khỏe và được coi là phương thuốc vàng cho sức khỏe. Quả việt quất là loại quả được yêu thích trên toàn thế giới không chỉ vì chúng ngon mà còn bởi chúng cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe cho con người. Các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả việt quất là loại quả tốt nhất cho sức khỏe con người. Quả việt quất rất nhiều chất chống oxy hóa, loại chất có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể và hệ thống miễn dịch. Thành phần hóa học, quả việt quất chứa rất nhiều chất caroten, vitamin B1, B2, C, kali, natri, canxi, magie, phosphor và chất sắt. Quả việt quất đen chứa nhiều đường và axit hữu cơ như citric, malic, succinic, vân vân, tannin, pectin, glycora và các chất khác. Ngoài ra, quả việt quất còn chứa một số lượng lớn manga và sắt. Vì thế, nó có tác dụng rất tốt cho tuần hoàn máu. Nước quả việt quất tươi giúp cho việc kháng viêm, làm thăng bằng, ổn định cơ thể. Các bác sĩ đông y dùng quả việt quất chữa bệnh viêm đường ruột nhờ tác dụng làm cân bằng lượng axit trong dạ dày. Ngoài ra, họ còn dùng việt quất để chữa bệnh sỏi thận, thấp khớp, thiếu máu và các bệnh về da. Họ còn cho thấy việt quất làm giảm quá trình lão hóa của cơ thể và bộ óc con người. Các loại việt quất được thuần hóa và trồng nhiều ở một số nước như Mỹ. Tức năm 1997, ở Mỹ đã có nghiên cứu 43 loại quả. Việt quất đứng đầu bảng xếp hạng là loại quả chứa nhiều nhất chất chống oxy hóa. Tác dụng làm đẹp của quả việt quất như thế nào? Quả việt quất là loại quả ăn rất ngon. Người ta còn dùng quả việt quất để sản xuất ra nước uống, bánh, kẹo, mứt. Các nghiên cứu khoa học cho thấy quả việt quất rất tốt cho cơ thể con người. Trong quả việt quất có chứa hàm lượng dưỡng chất rất lớn. Ngoài tác dụng điều trị chống lại bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, giảm cholesterol thì quả việt quất còn là bài thuốc thảo dược được dùng để điều chế các loại thuốc, mỹ phẩm chống lão hóa cơ thể, chống lão hóa da rất tốt của các tế bào trong cơ thể không chỉ các tế bào da, chống chảy xệ, giảm thiểu nếp nhăn và dưỡng trắng da một cách hiệu quả. Blueberry, hay còn gọi là quả việt quất, là một trong những loại trái cây có nhiều dưỡng chất rất tốt dùng để dưỡng và tái tạo da. Quả việt quất có chứa chất chống oxy hóa, ngăn ngừa các tác nhân có hại từ môi trường xâm nhập vào cơ thể gây tổn thương tế bào. Chuyên gia làm đẹp Lyre cho biết, sử dụng các loại thực phẩm như quả việt quất hàng ngày chống lại các gốc oxy hóa tự do, từ đó, làn da bạn được bảo vệ tốt hơn. Đây cũng là cách tự nhiên nhất, đơn giản nhất mà bạn có thể làm ngay khi muốn tăng cường sức khỏe, vẻ trẻ đẹp. Giúp da trắng trắng hồng từ bên trong, quả việt quất thường được dùng để làm đẹp da mặt một cách tự nhiên, vì nó có chứa nhiều axit salicylic. Đây là một loại axit có tác dụng phục hồi màu sắc tươi sáng cho da. Axit salicylic là một thành phần chính được tinh chế trong các loại kem dưỡng trắng cho da. 2. Ngăn ngừa lão hóa da. Trong quả việt quất có chứa nhiều chất chống oxy hóa, riboflavin, vitamin E, manga, vitamin C và chất xơ làm làn da của bạn được bảo vệ tốt và khỏe mạnh. Không chỉ nuôi dưỡng làn da từ bên trong giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, quả việt quất còn ngăn ngừa các tác nhân có hại từ môi trường ngoài tác động vào da như nắng, khói, bụi hay vi khuẩn. Mỗi ngày bạn chỉ cần uống một ly sinh tố việt quất rất tốt cho làn da của bạn. 3. Chống viêm, nhiễm khuẩn. Đối với làn da bị mụn, quả việt quất thực sự rất tốt cho da bởi tính chất kháng viêm và chống vi khuẩn của nó. Các vitamin A, B, C, E, anthocyanin, đồng, sắt, selen, kẽm có trong quả việt quất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa và kiềm chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại, chống lại các bọng nhiễm trùng do virus và vi khuẩn. 4. Vô hiệu hóa các gốc tự do gây ung thư da. Trong quả việt quất có chứa sắc tố anthocyanin tạo nên màu xanh đậm cho quả việt quất. Chúng là một thành phần quan trọng có tác dụng rất hiệu quả trong việc ngăn chặn, vô hiệu hóa các gốc tự do gây nên bệnh ung thư. Sử dụng quả việt quất để làm đẹp da là một phương pháp tuyệt vời tránh xa được ung thư da. Hiện tại, trong các dòng sản phẩm The Collagen tại giá tốt, 24 giờ có chiết xuất tinh chất trái việt quất giúp đẹp da chống lão hóa. www.giatot24giờ.vn hoặc gọi ngay 0898 110